Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Xã Tứ Cường, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao giá trị kinh tế. Hiệu quả từ mô hình trang trại tổng hợp của anh Duy, xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Cô giáo Ngô Hồng Vân ở xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên mở thư viện gia đình giúp em học sinh có nơi đọc sách miễn phí. Quỹ khuyến học tỉnh Nam Định tổ chức giao lưu với 32 nữ sinh được nhận học bổng châu Á. Công an tỉnh Hà Nam bắt tàu hút cát trái phép trên sông Hồng. Thưa quý vị và các bạn, trước đây vụ chiêm xuân, hầu hết diện tích đất sản xuất nông nghiệp ở xã Tứ Cường, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương được gieo cấy lúa. Tuy nhiên, sau khi nhận thấy cây lúa tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro và giá trị kinh tế không cao. Từ vụ chiêm xuân năm nay, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp xã đã tuyên truyền vận động một số hộ dân chuyển đổi sang trồng một số loại cây rau màu, bước đầu đã cho hiệu quả kinh tế cao. Những năm trước, trên thửa ruộng hai sào này được gia đình bà Nguyễn Thị Chi ở thôn Phú Mễ chuyên sử dụng để trồng lúa. Nhưng vụ xuân năm nay, được sự tuyên truyền vận động của cán bộ Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp xã, bà đã mạnh dạn chuyển đổi sang trồng cây cải Úc. Sau hai lần thu hoạch, hai sào rau cải Úc đã cho sản lượng khoảng 1 tấn rau với giá bán 4.500 đồng kg. Bà Chi đã thu lãi trên 3 triệu đồng, tương đương với cả một năm cấy lúa cho năng suất cao. Ngoài gia đình bà Chi, vụ xuân này còn có hàng chục hộ dân với diện tích đất lên đến 13 ha trên địa bàn xã Tứ Cường cũng chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng các loại cây rau màu khác để không bị rơi vào tình trạng trồng tràn lan ồ ạt dẫn đến sản lượng tăng đột biến. Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp cũng vận động người dân trồng đa dạng các loại cây rau màu, trong đó hướng đến các loại cây thị trường có nhu cầu cao như cà chua trái vụ, khoai lang, bí ngô, ớt, dưa chuột. Ông đội trưởng thế là quan tâm đến là muốn là đưa bà con xã hội viên tôi như là đỡ vất vả hơn mà thu nhập cao hơn, là muốn đưa cây trồng, một nữa là cái Úc, hai là khoai lang, thứ ba là bí đấy. Thế là bà con chúng tôi là đều là dòng màu đấy, nhưng tôi cảm thấy thu nhập là cao hơn mà dễ dàng hơn nuôi nhiều. Nếu mà được các cơ quan và các doanh nghiệp mà đứng lên để bảo đảm, cái một là về khâu giống, hai là về công tác bảo vệ thực vật, và ba là về công tác kỹ thuật gieo trồng và cái bảo đảm cái đầu ra, thì chắc chắn rằng là trong cái thời gian tới thì hợp tác xã và cũng như bà con giáo viên sẽ mở rộng được cái diện tích khoảng 30 ha. Chuyển đổi cây trồng phá thế độc canh cây lúa là hướng đi đúng đắn để nâng cao giá trị kinh tế trong sản xuất nông nghiệp cho bà con nông dân. Tuy nhiên, khi chuyển đổi cần nghiên cứu kỹ về khả năng tiêu thụ sản phẩm, đồng thời chuyển đổi cần đúng quy hoạch và có lộ trình hợp lý, tránh trường hợp chuyển đổi ồ ạt sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro gây thiệt hại cho chính bản thân người nông dân. Thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên có nhiều diện tích trồng cây ăn quả lâu năm như nhãn, táo, bưởi. Tận dụng lợi thế này, một số hộ dân nơi đây đã phát triển nghề nuôi ong lấy mật cho hiệu quả kinh tế khá. Hiện tại, thành phố Hưng Yên có trên 20 hộ nuôi ong với tổng số khoảng trên 1.000 đàn, tập trung chủ yếu ở phường Lam Sơn. Ngoài ra, đến mùa hoa nhãn, còn có khoảng 20 hộ dân từ các nơi khác mang ong đến các vườn nhãn ở thành phố Hưng Yên để lấy mật. Bình quân mỗi đàn ong cho quay mật 3 lần trong một vụ, thu được khoảng từ 8 đến 10 kg mật một vụ. Ong ta cho năng suất thấp hơn ong ngoại, nhưng chất lượng mật thơm ngon hơn và giá cũng đắt hơn. Giá của mật ong ngoại là 90.000 đồng một kg, giá của mật ong ta là 140.000 đồng một kg. Nuôi ong không tốn nhiều diện tích đất, chi phí đầu tư thấp và tốn ít công chăm sóc, tuy nhiên đòi hỏi người nuôi phải khéo léo và tỉ mỉ. Mật ong có nhiều tác dụng và luôn là mặt hàng được người tiêu dùng ưa chuộng, nên mật làm ra đến đâu đều tiêu thụ hết. Trung bình mỗi hộ nuôi ong cho thu nhập khoảng 100 triệu đồng một năm. Phát huy tinh thần xung kích của thanh niên, nhất là trong phong trào thi đua lập thân lập nghiệp, anh Phạm Văn Duy, xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình đã mạnh dạn gây dựng mô hình chăn nuôi tổng hợp, mỗi năm cho thu lãi gần 100 triệu đồng. Với suy nghĩ phát triển kinh tế để giúp đỡ gia đình, năm 2014, anh Duy đã mạnh dạn gây dựng mô hình nuôi gà Zadabaco với quy mô 1.000 con. Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật, đàn gà không ngừng phát triển và cho hiệu quả kinh tế cao. Trung bình mỗi năm, anh xuất bán hơn 4.500 con với giá 65.000 đồng một kg cho các thương lái trong và ngoài tỉnh.
cảm thấy đất đai ruộng vườn ở nhà nó rộng nên quyết định về chăn nuôi. Như mô hình gà thì tôi đang duy trì giống gà của đa công ty Dabaco. Hiệu quả chăn nuôi của con gà Dabaco này là nó, con giống nó khỏe, nó tốt, phát triển tốt và khi lớn ấy, bán trọng lượng bình quân của nó đều, không bị con nhỏ con to như nhiều giống công ty khác. Ngoài nuôi gà, anh Duy còn nuôi thêm 100 đôi chim bồ câu Pháp, 10 con lợn nái và trồng 1 hecta đào để tăng thêm thu nhập. Từ khi hình thành mô hình đa canh, trang trại thường xuyên được các đoàn viên thanh niên trong xã đến tham quan học tập. Không chỉ nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm trong chăn nuôi, anh Duy còn cung cấp con giống đạt chất lượng cho các thanh niên có nhu cầu cùng tham gia phát triển kinh tế. Mô hình của đồng chí Duy là một mô hình phát triển kinh tế lớn trong đoàn viên trong toàn xã của chúng tôi. Đồng chí Duy rất có trí sáng tạo, cũng rất hay là trao đổi các kỹ năng nuôi trồng cho các bạn đoàn viên khác. Trong các phong trào hoạt động trong toàn xã là phong trào nào đồng chí Duy cũng tham gia rất là hưởng ứng và rất là nhiệt tình, rất đáng để cho các bạn đoàn viên khác học tập và noi theo. Trẻ cả tuổi đời và tuổi nghề, nhưng với đam mê và những quyết tâm trong phát triển kinh tế, tin tưởng rằng mô hình trang trại tổng hợp của anh Duy sẽ còn tiếp tục phát triển và mở ra hướng làm giàu mới cho thanh niên trong và ngoài địa phương. Sở hữu 3 hecta nuôi trồng thủy sản, gần 30 mẫu lúa chất lượng cao, cộng với phát triển chăn nuôi lợn gà. Những năm gần đây, mô hình VAC tổng hợp của anh Ngô Xuân Trường ở xã Quảng Phú, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh trở thành điểm sáng trong phong trào nông dân sản xuất giỏi của huyện. Gần 10 năm say sưa gắn bó với nghề, đến nay gia đình anh Trường đã sở hữu 3,5 hecta ao nuôi, quy mô được đầu tư bài bản. Trên diện tích nuôi trồng, gia đình đã chia thành 6 khu ao nuôi với các loài cá thương phẩm giá trị kinh tế cao là trôi, mè, chấm, chép, providence tính. Tất cả ao nuôi đều cơ bản được cứng hóa, đáp ứng tốt nhu cầu nuôi thâm canh cao sản. Tính trung bình 1 năm, mô hình của anh cung cấp cho thị trường 25 tấn cá thương phẩm, trừ các khoản chi phí cũng thu về cho gia đình khoảng 400 triệu đồng. Thì địa phương mà có cái chương trình dồn nô đổi thửa rồi xong thì khu đổi vùng trũng một lúa sang nuôi trồng thủy sản thì cũng mạnh dạn là vay tiền bà con anh em trong bên nội bên ngoại là mua của địa phương. Thế với diện tích thì đầu tiên thì nó chỉ có hơn 1 hecta thôi. Dần một số bà con người ta không làm được thì là mình đã mua dần. Phát triển lên dần dần bây giờ là có 3 hecta. Mô hình VAC kết hợp được gia đình anh Ngô Xuân Trường áp dụng từ năm 2006. Sau nhiều năm nghiên cứu nuôi trồng với sự cần cù chịu khó, mạnh dạn, dám nghĩ dám làm, đến nay mô hình VAC kết hợp của gia đình anh Trường đã đem lại hiệu quả thiết thực. Bên cạnh phát triển nuôi cá thương phẩm quy mô lớn, anh Ngô Xuân Trường còn thuê lại gần 30 mẫu của người dân để trồng lúa chất lượng cao. Một năm cho thu hoạch 2 vụ với sản lượng 100 tấn, trừ chi phí cho gia đình thu nhập khoảng 200 triệu đồng. Đây thực sự là mô hình đáng mơ ước của nhiều hộ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn, trở thành điểm sáng trong phong trào nông dân sản xuất giỏi của huyện Lương Tài. Chúng tôi đánh giá đây cũng là một cái tấm gương trong cái sản xuất kinh doanh dám nghĩ, dám làm của anh Trường. Và tôi thấy là đây là một cái mô hình mà cần nhân rộng, học tập cho các nông dân khác để hoạt động, tận dụng các nguồn đất mà chúng ta đang còn dư thừa và cũng như là sản xuất cây lúa không có hiệu quả thì sang sản xuất kinh doanh nuôi trồng thủy sản cũng như là kinh doanh chăn nuôi để đạt cái lợi ích kinh tế cho các hộ. Tuy nhiên, khó khăn nhất hiện nay theo anh Trường đó chính là đầu ra của sản phẩm. Không có nơi bao tiêu thu mua nên thường bị tư thương ép giá. Bên cạnh đó, việc tiếp cận nguồn vốn vay cũng gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, với kinh nghiệm được tích lũy sau nhiều năm, mô hình VAC của gia đình vẫn phát triển ổn định, trở thành điểm sáng trong phong trào nông dân sản xuất giỏi, góp phần tích cực vào việc phát triển nền nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao. Năm 2017, ngành nông nghiệp tỉnh Hà Nam đặt ra mục tiêu tăng trưởng 4%, trong đó riêng thủy sản đạt từ 9 đến 10% tổng giá trị sản xuất toàn ngành. Để nâng cao được giá trị sản xuất thủy sản phải thực sự phát huy được thế mạnh và hiệu quả trên từng diện tích mặt nước sản xuất. Hiện nay toàn tỉnh có 6 khu nuôi trồng thủy sản tập trung đã được đầu tư xây dựng. Tổng diện tích gần 260 ha, gồm khu thủy sản tập trung xã Mỹ Thọ, Bình Lục 47 ha, khu văn xá Hoàng Tây, Kim Bảng 5 ha, khu Thanh Hải, Thanh Liêm 34 ha, khu Phú Phúc, Chân Lý, Lý Nhân 90 ha,
khu Kim Bình, thành phố Phủ Lý 8 hectare. Tại những khu này, toàn ngành tập trung đẩy mạnh phương thức nuôi và lựa chọn nuôi các loại cá có giá trị cao như chấm cỏ, chấm đen, chép lai, diêu hồng. Cùng với đó áp dụng biện pháp nuôi thâm canh giúp nâng cao năng suất sản lượng trên diện tích mặt nước. Đối với diện tích ruộng trũng chuyển đổi sang nuôi trồng thủy sản có gần 1.300 ha, đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật, chú trọng đến hình thức nuôi thâm canh, bán thâm canh. Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn những học sinh nghèo và người dân địa phương có điều kiện được tiếp cận với thế giới tri thức, cô giáo Ngô Hồng Vân, giáo viên trường tiểu học Đông Tảo, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đã tình nguyện chia sẻ những cuốn sách mình yêu thích với mọi người. Từ hơn 10 năm nay, ngôi nhà nhỏ của hai mẹ con cô ở thôn Yên Vĩnh, xã Dạ Trạch đã trở thành địa chỉ thân thiết của các đồng nghiệp, học sinh và người dân địa phương mỗi khi cần đọc sách. Ngôi nhà cấp 4 rộng chừng 60m2 của mẹ con cô giáo Ngô Hồng Vân được sắp xếp gọn gàng để có thể trưng bày được nhiều sách nhất có thể. Những chiếc giá sách đơn sơ được cô dựng lên từ những mảnh gỗ tận dụng đã chứa được cả một thư viện nhỏ với hơn 4.000 đầu sách. Mọi người có thể tìm được ở thư viện sách này đủ các loại sách phù hợp với nhu cầu của mình. Cháu hay mượn sách nhà cô Vân. Ở đây có nhiều loại sách như là truyện, tiểu thuyết, truyện tranh. Cháu rất thích đọc truyện và những sách tham khảo môn văn. Nhà cháu có ít sách nên ngày nào cháu cũng sang nhà cô Vân để mượn sách để đọc. Sách sẽ giúp cháu làm văn hay hơn ạ. Ngoài thời gian dạy học và soạn giáo án, cô Vân lại chăm sóc cho tủ sách của mình. Là người yêu sách nên cô nâng niu, gìn giữ từng cuốn sách. Lượng báo nhiều theo năm tháng, không thể có chỗ chứa hết. Cô Vân đã cắt lại những bài báo hay, có tính giáo dục cao và đóng thành quyển theo chủ đề. Những cuốn sách do cô Vân tự sáng tạo như thế này luôn là những cuốn tư liệu được mọi người yêu thích nhất. Với các bạn đọc nhỏ tuổi, khi cho mượn sách, cô Vân còn phát phiếu điều tra kỹ năng đọc sách do cô tự thiết kế để giúp cho các em hiểu những nội dung mà sách đề cập tới và rút ra những bài học cho mình. Đó đều là những việc làm tốn nhiều thời gian, tâm sức mà chỉ có những người say mê thực sự mới có thể làm được. Vì mình nghĩ là sách của mình thì đằng nào mình cũng đã mua về đây rồi. Nhưng mà nếu mà chỉ để mình đọc, con mình đọc thôi thì nó cũng phí. Nên là trong khi xung quanh mình, những gia đình khác ấy, họ lại chưa có điều kiện để mua sách cho con cái đọc. Cho nên là mình cũng muốn giúp một phần để cho các cháu được có điều kiện được đọc sách. Cái thứ nhất là được một mối quan hệ tốt đẹp với tất cả mọi người. Bởi vì ai cũng có lúc cần đến nhau trong cuộc sống. Cho đi và nhận lại là cái đương nhiên, không ai cũng như thế cả. Việc làm ý nghĩa của cô giáo Ngô Hồng Vân đã góp phần xây dựng văn hóa đọc cho người dân ở xã Dạ Trạch. Hàng tháng, cô Vân vẫn đều đặn ra các tiệm sách ở Hà Nội tìm kiếm những đầu sách mới, lặng lẽ phục vụ miễn phí mọi đối tượng độc giả đến với tủ sách của gia đình mình. Mới đây, tại trường Trung học Phổ thông Bắc Duyên Hà, Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình tổ chức giao lưu văn hóa đọc với chủ đề Tình người trên những trang thơ. Đây là hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm Ngày sách Việt Nam. Tại buổi giao lưu, các đại biểu thầy cô giáo và học sinh trường Trung học Phổ thông Bắc Duyên Hà được giao lưu với các khách mời, qua đó truyền tải ý nghĩa, tầm quan trọng của văn hóa đọc, tạo thêm niềm yêu thích đọc sách cho học sinh nhà trường, cũng như góp phần vào sự phát triển văn hóa đọc của huyện. Cũng trong dịp này, Thư viện huyện Hưng Hà tổ chức trưng bày triển lãm sách giúp độc giả yêu sách tìm hiểu và nghiên cứu các cuốn sách mình yêu thích. Trung tâm Nâng cao Dân trí phối hợp với Quỹ Châu Á, Hoa Kỳ và Hội Khuyến học tỉnh Nam Định tổ chức giao lưu với 32 nữ sinh lớp 12 được nhận học bổng từ Quỹ Châu Á trước khi tốt nghiệp trung học phổ thông. Quỹ Châu Á được triển khai tại Nam Định từ năm 2004. Đến nay, sau 13 năm hoạt động, Quỹ Châu Á luôn duy trì việc trao học bổng thường niên cho 155 nữ sinh nghèo vượt khó với tổng số tiền 8 tỷ đồng. Riêng năm học 2016-2017, tại Nam Định có 90 nữ sinh nghèo từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông được nhận học bổng từ Quỹ Châu Á với tổng giá trị 360 triệu đồng. Nhân dịp này, Quỹ đã tổ chức trao 64 suất học bổng kỳ 2 năm học 2016-2017 cho các nữ sinh nghèo với tổng trị giá 128 triệu đồng.
Trung tâm Thanh Thiếu Nhi tỉnh vừa phối hợp với huyện đoàn Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình tổ chức khánh thành nhà khăn quàng đỏ tặng gia đình em Nguyễn Thị Ngọc, học sinh lớp 8A, trường Trung học cơ sở Khánh Lợi. Ngôi nhà mới kiên cố được khởi công xây dựng từ tháng 2 với diện tích 45m2, có công trình phụ, bếp khép kín. Tổng kinh phí xây dựng là 145 triệu đồng, được Trung tâm Thanh Thiếu Nhi tỉnh, huyện đoàn Yên Khánh, một số doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh quyên góp ủng hộ. Đây là công trình chào mừng Đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2017-2022. Là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần cổ vũ, động viên, đội viên, thiếu niên nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn, phấn đấu vươn lên trong học tập, xứng đáng là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Mới đây, tại khu vực sông Hồng thuộc địa bàn xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, Phòng Cảnh sát Môi trường phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh phát hiện một tàu không có số hiệu, không có biển kiểm soát do Vũ Xuân Hùng, sinh năm 1980, trú ở khu 16, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương điều khiển, đang thực hiện hành vi hút cát trái phép. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện tàu đã hút được khoảng 30 mét khối cát. Quá trình làm việc, Hùng khai nhận làm thuê cho chủ tàu có tên là Sơn, trú ở phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Hàng ngày Sơn giao cho Hùng cùng 3 đối tượng khác điều khiển tàu sang khu vực sông Hồng thuộc địa bàn huyện Duy Tiên, Hà Nam để thực hiện hành vi hút cát trái phép. Hiện lực lượng chức năng đang tạm giữ phương tiện để xác minh làm rõ. Bộ đội biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền và công an huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình vừa phát hiện và bắt quả tang vụ buôn bán tàng trữ trái phép chất ma túy. Mới đây, tại khu vực chợ Làng Quang Lang, xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy, lực lượng bộ đội biên phòng phối hợp với công an huyện Thái Thụy bắt quả tang Nguyễn Trang Việt, sinh năm 1986, đang bán ma túy cho Giang Đức Bình ở xã Thái Đô. Tăng vật thu giữ được gồm 2 gói nhỏ ma túy, 400.000 đồng tiền mặt và 1 điện thoại di động. Lực lượng chức năng tiến hành khám xét nơi ở và bắt tạm giam Nguyễn Tăng Việt. Cùng ngày, công an huyện Thái Thụy bắt quả tang Nguyễn Văn Tiến, sinh năm 1982, hộ khẩu thường trú thôn Minh Vũ, xã Thụy Xuân, đang cất giấu trong người 2 gói ma túy. Căn cứ tang vật thu được, lực lượng chức năng tiến hành bắt tạm giam các đối tượng để mở rộng điều tra, xác minh củng cố hồ sơ truy tố về tội mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy. Mới đây, Đại tá Bùi Ngọc Phi, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh chúc mừng khen thưởng chiến sĩ Phòng Cảnh sát Hình sự PC45 sau chuyên án triệt phá thu giữ 2 kg ma túy đá tại Hải Dương. Trao số tiền thưởng 100 triệu đồng của cá nhân Giám đốc Công an tỉnh động viên cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Hình sự, Đại tá Bùi Ngọc Phi ghi nhận những cố gắng và quyết tâm của cán bộ chiến sĩ trong thực hiện chuyên án, đồng thời đề nghị trong thời gian tới lực lượng Cảnh sát Hình sự tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bắt giữ các đối tượng cầm đầu các đường dây buôn bán ma túy, góp phần đẩy lùi tệ nạn ma túy trên địa bàn. Trước đó, vào hồi 3 giờ ngày 31 tháng 3 trên địa bàn phường Hoàng Tân, thị xã Chí Linh, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh phối hợp với lực lượng Cảnh sát Giao thông bắt giữ đối tượng Lục Thị Hương, sinh năm 78, trú tại Lạng Sơn, thu giữ 2 kg ma túy đá. Công an tỉnh đang tiếp tục phối hợp với công an các địa phương mở rộng điều tra các đối tượng trong đường dây ma túy liên tỉnh này. Làng An Trụ, xã An Thịnh, một vùng quê nghèo nằm bên bờ sông Đuống, thuộc huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, nhiều năm nay được đông đảo du khách thập phương biết tới, đó là môn thể thao trí tuệ cờ tướng. Năm nay, tham dự giải cờ tướng, làng An Trụ có 64 kỳ thủ đến từ nhiều địa phương khác nhau được chia cặp thi đấu theo thể thức loại trực tiếp. Tại mỗi vòng đấu, 2 kỳ thủ bốc thăm tiên hậu đánh một ván cờ nhanh có thời gian 25 phút cho mỗi bên. Với thể thức thi đấu này, các ván cờ đều diễn ra hết sức kịch tính và hấp dẫn. Giải cờ tướng An Trụ kết thúc, cúp vô địch không thuộc về các kỳ thủ địa phương, nhưng người làng An Trụ vẫn vui vì được giao lưu cọ sát học tập kinh nghiệm từ các kỳ thủ đẳng cấp quốc gia và quốc tế. Hiện nay, ngoài những giải cờ truyền thống của một số địa phương hoặc một vài giải do tỉnh Bắc Ninh tổ chức, các kỳ thủ vẫn thiếu sân chơi để giao lưu cọ sát. Do vậy, những giải như tại làng An Trụ là điều kiện tốt để các kỳ thủ của địa phương có dịp trao đổi, giao lưu học tập kinh nghiệm, qua đó thúc đẩy phong trào cờ tướng của địa phương, cũng như thể hiện tinh thần hiếu khách và nét đẹp văn hóa trong lễ hội làng tại Bắc Ninh. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.